Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì phía sau lưng Duy là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 màu đỏ. Thì đây là cái chiếc xe mà Duy đang trên đường tiến về thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk để giao cho anh Lâm. Thì thật sự Duy cũng chưa biết anh Lâm luôn các bạn, chưa gặp anh Lâm bao giờ luôn. Thì hai anh em chỉ trao đổi qua điện thoại cũng như là tất cả mọi cái vấn đề về thanh toán, đặt cọc xe này nọ thì anh Lâm chuyển khoản không à. Đó, thì ngày hôm nay Duy giao xe thì mới xuống là gặp anh Lâm đây. Đó, thì Mercedes-Benz GLC các bạn có thể nói là một cái chiếc xe rất là thành công của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam, cũng như nó có thể nói là đây là cái con gà đẻ trứng vàng luôn. Bởi vì là trong tháng này Duy giao tổng cộng là 4 chiếc xe Mercedes-Benz, nhưng trong đó đã có 3 chiếc xe là GLC rồi. Đó, thì tại sao mà cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC này thì được bán chạy như vậy? Bởi vì là về cái những cái trang thiết bị, những cái option của cái xe Mercedes-Benz GLC cũng như về cái mức giá các bạn, nó rất là cạnh tranh so với những cái đối thủ như là BMW hoặc là Audi. Đó, thì ngoài ra thì xe Mercedes-Benz GLC chúng ta có tổng cộng tới 3 phiên bản luôn. Thì GLC 200, GLC 200, GLC 200 4MATIC cũng như là GLC 300, thì từng cái phiên bản nó sẽ có từng cái option khác nhau, cũng như là cái giá từ phiên bản từ 1.749 cho đến là 2.4 tỷ, cho nên là rất là dễ để chọn lựa luôn các bạn. Đó, chẳng hạn như khách hàng thích chiếc xe nó chỉ có cần những cái option như thế này thôi, thì khách hàng có thể là chọn cái phiên bản là GLC 200, hoặc là muốn nhiều option hơn thì có thể là chọn là GLC 200 4MATIC, hoặc là muốn có thêm đầy đủ những cái tính năng nữa thì có thể là chọn luôn GLC 300, cho nên là rất là dễ để mà cho khách hàng lựa chọn. Thì anh Lâm các bạn, khi mà chọn cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này thì Duy cũng đã biết là anh Lâm đã nghiên cứu cũng như là đã tham khảo rất là nhiều dòng xe rồi, nhưng mà cuối cùng anh cũng đã chọn cái chiếc xe này và cũng đã ủng hộ Duy. Thì một lần nữa cho Duy xin cảm ơn anh Lâm bởi vì đã tin tưởng em cũng như là ủng hộ Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên em, mặc dù là chưa gặp em ở bên ngoài luôn, cũng như là chưa có xem cái chiếc xe này nữa. Tất cả mọi cái thì anh Lâm đều xem qua những cái video clip của Duy. Thì hiện tại bây giờ là khoảng tầm là 8 giờ rưỡi rồi, thì Duy nghĩ là từ đây tới mà Đắk Lắk thì cũng khoảng tầm là khoảng tầm hơn 3 giờ chiều Duy mới tới để giao xe cho anh Lâm được. Ok, thì một lát nữa khi mà gặp anh Lâm thì Duy sẽ quay cái buổi giao xe cũng như là mời các bạn gặp anh Lâm luôn nha các bạn. Ok, các bạn nhớ xem hết video clip của Duy nha. Bây giờ là 1 giờ 40 phút rồi, thì Duy và anh Sĩ vừa mới ăn cơm xong ở quán cơm này ngay tỉnh Đắk Nông. Thì dự kiến còn khoảng 100 km nữa thì sẽ đến nhà của anh Lâm ngay thành phố Buôn Mê Thuột để giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC này. Thì bây giờ hai anh em tiếp tục lên đường, hẹn các bạn tại nhà của anh Lâm nha. Bây giờ là 3 giờ rưỡi rồi, thì còn khoảng tầm nửa tiếng nữa các bạn thì sẽ đến thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Thì còn khoảng tầm hơn 20 cây nữa thôi. Thì từ lúc mà sáng sớm 6 giờ rưỡi là Duy bắt đầu đi rồi các bạn. Thì
chắc khoảng tầm 4 giờ sẽ tới nhà của anh Lâm. Thì từ Sài Gòn mà tới thành phố Đắk Lắk các bạn, đi với cái xe vận tải này thì mất khoảng gần 10 tiếng luôn đó, bằng thời gian mà có thể bay từ Việt Nam sang Đức luôn các bạn. Đó, quá lâu quá. Thì ngồi cũng ê cả mông luôn. Anh sĩ mệt không anh sĩ? Anh thì quen rồi, bình thường. Anh chạy nếu mà đường dài anh chạy từ giờ tới 12 giờ khuya luôn cũng có chạy bình thường. Nhiều khi anh lái nó khỏe hơn em ngồi chứ, đúng không? Anh nằm đi, nằm xuống nó khỏe. Ok, không sao đâu, còn nửa tiếng nữa là tới rồi, gặp anh Lâm rồi. Thì sẽ bàn giao cái xe cho anh Lâm cũng như là gặp anh Lâm luôn. Nhanh lắm các bạn, thì thật sự em thấy 10 tiếng mà hai anh em mình ngồi chơi rồi nói chuyện rồi ăn uống các thứ rồi nghe nhạc này nọ thì cũng không có lâu đúng không anh sĩ nha? Thì có mệt nhưng mà gần tới rồi, gần giao xong xe rồi thì cũng vui đúng không? anh Lâm anh bắt Duy ở lại buổi tối các bạn. Thì chắc là phải tối nay rồi ở lại chơi với anh Lâm. Rồi xong rồi chắc hai anh em bắt đầu xong thì hai anh em quay về thành phố Hồ Chí Minh trong đêm luôn. Chắc là sáng mai là có mặt ở tại Sài Gòn lại rồi. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại nhà anh Lâm nha. Dạ. À vậy hả? Nó đi nè, đúng rồi đúng không? Khỏe anh. Để em cho xe xuống. Anh được rồi. Cái xe khác anh sợ ok, nhưng mà mẹt nó đã xử lý rồi. Giống như là khi mà nó sản xuất cái động cơ này ra là nó vô đây nóng, vô đây ngủ rồi. Rồi dù anh lấy xe là như vậy mà dây nó lấy nắng thì số với hai giới một lần nữa 8.000 cây số chắc là phải qua Tết. 8.000 cây số phải qua Tết. Chị lái hả chị? Chị đi thôi chứ còn anh ít. Giờ tí nữa xe này đem đi cất không biết là đều có nổ không. Bây giờ để lâu quá ha, sao rồi nó nhiều. Nhà anh đẹp quá à. Nhà anh ấm áp. Cửa xuống. Gỗ nhìn ấm quá anh ha, nhìn nó đẹp, đèn lắm vô á. Tí nữa là xe mình á, là mình để cái lúc mà cái đường cái khúc kia mình vô vô mình để đó nó rộng. Dạ. Tối về lại luôn. Đi thôi gì đâu. Em chạy quen rồi. Cỡ 10 giờ, 10 rưỡi mình về. Trời ơi, bó hoa đem xuống tặng chị rồi bây giờ nó héo queo trơn trội rồi. Ok. Tối qua đây tặng mai đi. Tặng chị có cảm ơn em nha. Chị ở Sài Gòn em lại tặng chị có ăn khác.
Chị đi đây chắc là nắng chưa hả? Nắng giống lo chụp ở ngoài là nắng nhìn nó đẹp ha, ở trên này tưởng anh em ngủ lại thôi, chơi với anh rồi về luôn. Thì em lại em phải... thì không sao rồi, em thì lên xe ngủ thôi. Ăn xong rồi để tài xế ăn miếng là lên xe ngủ một tí anh trở về chứ ăn thù gì. Chạy đây bằng hồi xưa ba chạy đâu mà. Chạy đây bằng hồi xưa em chạy còn ghê hơn nữa. Mà lúc đó chỉ có 46kg chứ không có mập như bây giờ. Nhưng mà tính ra anh 72 rồi, năm nay là gần 50 tuổi rồi. Rồi. Vậy là quá đẹp luôn. Giờ ngày nào giờ anh đi tập hả? Anh 50 mà anh còn... Anh không có bọn 48 rồi, 49, 48. Anh... 50 rồi đó. Tập là hồi xưa anh đi mổ, người anh không có mập, không cắt túi mập đâu. Xong bắt đầu người anh nó yếu, xong đó anh đi chơi thể thao, mới đầu anh đi bơi. Anh bơi 3-4 năm rồi bắt đầu anh đi tập, rồi vợ anh rồi đi bơi. Anh sáng 4 giờ mấy, 5 giờ kém rồi đi rồi. Nói chung là bây giờ anh chị tập thể thao á, thứ nhất là nó khỏe, thứ hai là nó trẻ hoài luôn á. Bây giờ không tập là bệnh em ơi, chưa tập dạ. Là đủ không bệnh á. Thì ở đây mà không khí rồi nó cũng sạch sẽ trong lành. Chứ Sài Gòn còn hơn nữa chị. Sài Gòn quả lắm. Sài Gòn mà bây giờ cho anh là ở không ở. Cái tánh anh là không ở Sài Gòn. Anh Trời ơi anh ở gì xuống hơn cái gì nữa về Sài Gòn chi cho nó mệt. Về Sài Gòn, Sài Gòn thì anh cũng có nhà đó. Sài Gòn thì cái chỗ ngay quận 3 anh cũng có ngay đó, ngay cầu Lê Công Sĩ. Dạ. Ngay cầu luôn á, cầu qua cầu tí luôn con, bây giờ con hai đứa con. Ngay Trần Thảo á. Là mua cái đứa bé đi học đó. Lâu rồi cái đó lâu rồi. Hồi xưa là mua cái đó có 700 triệu thôi. Căn hộ. Có 700 triệu thôi. Dạ. Lâu rồi. Lâu rồi. Hồi chưa đẻ đấy. Còn hai đứa mà hồi bữa nó qua xe đó là hai đứa cháu vợ, cháu anh vợ. Nhà anh chàng đó thì ngon lắm, nhà anh chàng đó ngay bộ anh thần mà mấy căn ta bán một chiên đó, ngay chỗ cho bán một chiên mà nhà trời ơi, nhà mà ngay bộ anh thần quận 3 thì thôi nói gì nữa. Nhà nó cho thuê hồi xưa bán một chiên đó, bây giờ cho thuê chắc cũng phải hơn cả 100 triệu đó. Anh không bỏ hết mà nhưng mà nó mặt bằng mắc lắm, mặt bằng mà còn chữ anh lờ trời, mặt bằng đó thì mắc lắm, tính tiền đô một tháng luôn á. Anh chàng đó là người Hoa đó. Dạ. Chị thì là ở đây, chị vợ của anh ở đây. Hồi xưa là ở đây mà bây giờ về đó ở lâu rồi. Cháu của anh, cháu vợ bên anh là ở Sài Gòn hết. Dạ. Làm bác sĩ bên bệnh viện một gì ở 175 gì đó. Hồi xưa như anh Lâm gọi cho em là tính mua C300 thôi. Anh định là hồi đó anh gọi tính mua chiếc gì C300. Rồi C300. Sau anh nghĩ là cái cầu ở xong định mua cái con mới thích á. Là anh chỉ thích cái đèn thôi, cho con bé nhỏ này nó thích thôi.
chứ còn cầu rồi là không thành vấn đề. Cầu rồi mình lên đấy mình nói cái đèn mà hai tầng hả? Không, cái đèn viền á, đèn 64 á, không vậy thôi để này chứ lắp xịt thì chị này chỉ dài quá chị không được. À, lắp xịt to lắm, nhưng lắp xịt anh lái thôi. Anh có đi đâu? Anh biết đi lắm. Anh đi ra cái chỗ này anh ngừng thấy cứ xe nhít tới một tí hay là cái này xe của trước của chị nè, xe này lên da này màu đỏ gì ha, chị kêu mua màu trắng mà không chịu rồi còn mua màu đỏ, cũng kêu xe này màu đỏ đẹp không? Màu đỏ này cũng giống cái màu đỏ đó quá vậy. Ừ. Đó ở đâu đâu chị kêu mua màu trắng đi không chịu. Mâm này mâm hôm hai Venza là chiếc xe nhập khẩu bán chạy nhất năm 2009. Hồi xưa anh mua 2.4 2009 chiếc này hồi xưa là bán đắt kinh khủng đắt luôn. Ừ. Thì đó mà nó form của nó bây giờ vẫn đẹp, mà điều có một cái là đời nó thấp quá, anh mua đời 2009 mà sao nó không ra cái pin da nữa ha. 2021 ra. Ồ vậy hả, ra mà nó lại cái tiền nó rẻ, cái tiền nó không có như cái tiền pin da này. Tại vì hồi xưa nó, cái giá trị nó cao, nó tính hồi xưa mà hồi xưa anh mua 2 tỷ mấy là tính ra nó 2 tỷ đâu có mua chiếc mẹt đâu trời. Làm gì thua, anh mua lúc đó đô là mới có 17-16 rồi. Anh mua là đô 17-16. 2004 hồi xưa là nó có mấy chiếc xe chẳng hạn như Mercedes-Benz E240 rồi đó. Vì cái mẹt này anh hồi xưa anh không có quan tâm tới. Đầu tiên là anh đi cái chiếc Granit á, anh đọc cũng đọc hợp ở Sài Gòn Granit. Lúc đó anh mua được 900 mấy tỷ. Granit thì chiếc là ra Granit là Mitsu hả? Mitsu á, 7 chỗ. 7 chỗ đó, xong anh mua, anh cũng mua mới. Rồi anh chụp cái này nhìn giả quá, anh ơi nhìn gớm quá. Áp đó. Áp này nhìn ghê quá. Áp nào vậy? Anh đến cứ áp này nhìn trời. Thôi, tiệm. Không được. Ai vậy? Nó sẽ đỏ nè. Ủa mấy giờ vậy? Chị sẽ tắt giùm em cái máy luôn chị. Máy nào em? Chị quá cửa là em luôn chị. Thôi lúc nào cái này ghê quá. Hết mưa rồi ra. Đây để em gửi lại cho. Để chủ yếu là có Duy nè, à, có nhìn, hình Duy thôi. Con nhìn kia mặt đâu mà anh like một cái em mà nó quá. Dạ. Chỉnh lại được, chỉnh lại được rồi. Anh đâu biết bạn này. Cái này chỉnh được. Sửa lại cố thì mình. Bây giờ giấy là giấy tờ rồi là phải làm gì không Duy? Đây đây đây. Tí nữa là chạy đi đám cưới luôn cho rồi. Đi đám cưới xe này luôn hả? Đi luôn cái xe này. Thế chức bà bây giờ là nó ấy rồi đó. Chức bà bây giờ đang bữa giờ báo đài lên quá trời rồi. Nó giảm luôn rồi đó. Anh lên khi cuộc anh hỏi luôn rồi. Dạ. Giảm luôn. Nhưng mà có nói anh là khoảng thời gian nào không? Không, nói là bây giờ là cứ mùng 1 tháng 6 là bắt đầu luôn. Tháng 6 à? 1 tháng 6 là qua đầu rồi một tháng hả? Nhanh vậy? Thì bây giờ là 1 tháng 6 quyết định rồi đó. Quyết định thôi. Báo chính thức nha, nhưng mà không biết Quỳnh Hùng thấy nó có thông tin gì sớm hơn không, mình không biết. Thì bà chị bà lên bà vừa báo không? Bà nghe bà chị nói, bà lên bà họ nói. Cái này là bộ gốc nè. Cái này là mình cất, đúng không? Không, tất cả mọi cái này thì khi mà anh đi đăng ký xe anh phải đem theo. Cái này là đăng ký xe là đem. Hồ sơ gốc bây giờ công an giữ nha, chứ mình không có giữ. Hồ sơ này á hả? Dạ, cái này gọi là hồ sơ gốc của xe này. Là công an giữ? Dạ, bao gồm là phím xuất xưởng ha. Ừ. Rồi hóa đơn bản gốc. Rồi nha. Bây giờ mình lên mình đóng thuế là mình mang cái gì lên? Đóng thuế thì em có chuẩn bị sẵn cho anh nè, những cái bộ photo đây. Cái này nó cái giấy photo này nè. Là anh lên đóng thuế được rồi. Ừ. Mấy cái này là đưa ra là nó biết hết là gì đúng không? Dạ. Đóng thuế thì mình chỉ đưa cái bộ photo này thôi. À. Đó, anh đem theo chứng minh nhân dân hộ khẩu. Lên trên đó. À. Là mình cái này là đóng thuế là mang cái này lên đóng thôi. Đóng thuế là đem cái bộ gốc với lại cái bộ photo. Ừ. Nhưng mà ví dụ mà không thuế á, họ chỉ cần thu cái bản photo thôi. Ừ. Còn cái này thì anh đối chiếu. Đối chiếu ví dụ như là họ cần mình đối chiếu á, thì mình đối chiếu vô đó, sau khi mà đưa vô phòng thuế họ sẽ đưa cho mình cái biên lai, không phải biên lai mà cái giấy thông báo thuế, cái giấy thông báo nộp thuế số tiền bao nhiêu đó đó, thì mình cầm cái thông báo đó mình đi nộp vào
kho bạc nhà nước ở đâu đó, ngân hàng gì đó, bên bên phòng thuế nó yêu cầu thì mình đi nộp, nó nộp xong rồi có cái biên lai mà nộp tiền á, cái anh để vô đây, để vô bộ xe lốc này lên công an lấy được. Rồi cái đó bị anh có người nó đi làm. Còn mấy cái này là cái gì? Giấy, mấy cái giấy để anh làm đăng ký xe thôi. Rồi, em cứ cho vô hết vô đây. Thì nguyên cái này là mấy cái này là mấy con cò đồ nó rằng lắm. Rồi hết mưa rồi cái gì ra cái gì? Lát cái mình đi vòng ha, thử ha. Xe ra chị thử. Em lấy cho chị biết thôi. Ký rồi ghi rõ họ tên luôn hả không em? Dạ không, có ghi tên với bạn ký thôi. Ký thôi, tên ký giữa này nè. Nó còn tên dưới rồi. Rồi đâu nữa. Ghi đây này. Một tờ thôi hả? Bây giờ Duy với lại anh sĩ có tắm cái cho nó mát. Tắm rồi cho nó mát. Thôi tắm gì hả? Không cần thôi. Khỏi đi. Tắm có phòng trên riêng mà. Tắm cho nó mát. Cảm ơn anh. Anh chị nhiệt thành với em nha. Rồi hết mưa rồi đó, Duy ra Duy bày sơ qua cho chị hết đi. Đi ra xe. Nghĩ sao vậy? Em không biết. Ủa vậy em lần đầu tiên lên đây hả? Đúng rồi, đây là lần đầu tiên em lên đây luôn á. Em thường là em đi tới Đà Lạt thôi à. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 30. 30, có vợ chưa? 90, có vợ rồi. Vợ rồi, anh có vợ. Đâu có coi Zalo đâu mà biết. Anh mấy con cá này nghe nó có chip ở trong đúng không? Không. Nó không có chip gì đâu. Nó ăn thua mình thú liền mà. Không, nó có con chip điện tử gì nó gắn trong người á. Ủa không có. Em nghe cách em nói á, ổng cũng chơi cá này nè. Là ổng mua là có cái giấy chứng chỉ gì nó đó, thì nó có một cái con chip gắn ở trong cái người đó, đâu mình không biết, nhưng mà thì đúng rồi, nó có cái máy để đo luôn đó. Đẹp quá, con này kêu là kim long này phải không? Lâm bạc lộc hay kim long ba kim long kim gì đó chị con này chị mới làm lại cái máy rửa này, con chị to lắm. Thì con bé làm chị nó rửa, nó rớt một kiến bục xuống sắp. Còn chị to đen nó rửa cái kiến ở trên đó. Mà bữa nay chị mình bỏ nó lưới thì em nhớ bỏ kiến. Dạ yeah. Tự nhiên cái tủ đẹp quá trời mà đó. Nuôi uổng. Có đây là tay xe tí đi để tí thì con miếng cứng. Dạ. Không có tặng gì cái dù. Thì cái giỏ. Ờ đúng rồi. Đây là xe. Đồ bán xe kia bán bữa giờ rồi mới mua. Mấy cái quà em để đây sẵn đấy. Rồi rồi, anh biết. Cái bánh xe dự phòng phải nằm dưới đây. Rồi. Cái này có đồ nghề đúng không? Dạ, đồ nghề bánh xe. Ờ, chị tấn dạ. Cái nhồn. Cái gì đó, bên kia đồ bạc hả? Bạc xe hả? Dạ không, cái này cái túi chị có đi nhận vợ. Có cái bạc kia xe không? Dạ không, em không có bạc cái gì kia xe. Đúng rồi. Ủa, cái bạc của mình, bạc xe mình có không? Bạc thì tụi em mang trong hàng có, còn mua ngoài giống nhau mà. Tưởng là bạc bạc. Cái nút là cái nút này nè. Bấm xuống là đúng rồi. Ừ. Cái da mình nó bấm xuống. Là bấm lên là ấn mót. Đúng mót là mót cũng được. Bấm này, à, cái này để có chỗ. Mà này có ấn ở ngoài nữa nè. Còn xe bên da mình là phải ấn cái này. Cái này nó cũng có camera dê hả? Có chứ. Camera dê ngay logo à, nó sẽ nằm ở đây nè, nó đóng lại nè. À, khi mà anh lùi nó mở nó mất rồi. Chị lên phía trên, lên trên này. Lên đó. Không có thảm để em lót lên trên. Lên đi rồi đi con đi di chuyển. Cái gì? Chị đạp thắng. Nè, chị chỉnh cái ghế đây nè. Chỉnh ghế
chỉnh cái ghế đây nè. Đây nè. Đúng rồi, tới lui ở đây. Đó lùi đó, không nói. Chị chỉnh cho vừa luôn. Anh không lên ngồi luôn. Anh lên luôn anh, lên một coi để mình biết chứ nhiều lúc em quên á. Nói chung chị quên lúc nào gọi em lúc đó em chỉ. Rồi. Đưa số bắt đầu. À, cái cần số của xe mẹt nó sẽ khác một xíu ha. Nó sẽ nằm ở đây. Khi mà chị đạp thắng á, chị gạt xuống nó chạy tới, gạt mạnh lên là lùi. Đúng rồi, chị chạy rồi đó. Thả gạt lên là lùi. Đó. Còn dừng xe là chị bấm vô. Thôi. Gạt xuống là đi nè. Gạt xuống là dê. Với lại trên đây nó có chữ. Rồi một cái rồi có gì nữa. Nguyên cái cụm này để điều khiển màn hình này, nguyên cái cụm này để điều khiển này, hoặc là có thể là cụm bấm ở đây. Đây. Đó, bây giờ thử mở nhạc của chị ha. Thì chị có thể kết nối điện thoại của chị đi. Vô Chrome nè. Rồi chọn cái này nó có tiếng Việt mà đúng không? Ok, có tiếng Việt đây, chị có tiếng Việt. Vô wifi của mình thì dạ, nếu chỉ có tiếng Việt, anh chọn cài đặt nè, hình chiếc xe nè. Rồi anh chọn vào hệ thống đi. Hệ thống rồi sẽ chọn ngôn ngữ. Dễ sao hôm giống như cái điện thoại iPhone chỉ là tất cả mọi cái đều được hôm hết ngôi nhà đó. Rồi giờ chị muốn kết nối điện thoại nè thì bấm vô dùng em chỉ điện thoại, rồi nó hiện lên chỉ kết nối thiết bị thì bấm vô kết nối thiết bị. Còn cái này là hệ thống đầu xe tự động đó, cái đầu xe tự động mà ở đây không có, ở đây không có vô được đâu. Vô ở Sài Gòn á chỉ có xe đậu cặp lề á, hoặc là đậu vuông góc á, trong tầng hầm hoặc là trong chung cư á, thì nó sẽ hỗ trợ cho chị đậu. Nó tự đậu. Ví dụ chị đi cái đường nào khó đậu là ẩn cái này là không nó phải khó đậu. Đúng mà phải nó có nó, nó chỉ đậu cho chị khi mà có chiếc xe phía trước, chiếc xe phía sau và chị vào giữa, kẹp giữa. À, là nó tự lái. Nó mới làm, chị còn chống lỏng nó không đậu. Em tưởng là khúc ghe, quay ghe đồ á, nó không dạ, không. À. Nó sẽ hỗ trợ đậu dạng đó thôi. Rồi còn cái này là cái chống trơn trượt. Chống trơn trượt, nó không có bấm vô. Rồi, dạ, cái này xe bên dưới. Cái này cứ để thì không có bấm vô. Còn mấy cái này? Cái này là cảm biến, nó kêu tít 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 á. À, ở Sài Gòn hay kẹt xe á chị rồi. À, cứ cảm biến á. Cái lắp van để em gắn vô cho. Còn cái này là cái mồi thuốc. Cái chạy đúng tốc độ. Hồi nãy vậy mà bị lố 5 km/h chứ. 55/50 á chứ. Ghê vậy. Ủa nhà này anh năm tắm không? Năm tắm không anh? Nhà này năm tắm không? Nó bị nước nó đi, nước ra từ lưng. Năm tầng không? Hả? Năm tầng không anh? Sáu. Sáu tầng mới đi thang máy nổi chứ không đâu đi thang máy, đi thang bộ nổi. Đi lên còn thang bộ hết. Làm bộ hết. Đẹp quá trời. Nó đi nó phá hết. Dạ. Nó đi anh em nó gỡ cái bức tranh xịn lắm, nó gỡ hết. Đúng rồi. Trên lầu đồ là ấy. Thì cái nào họ gỡ được thì họ gỡ, còn không họ không gỡ. Đây có thích. Ồ, ở đây có hồ Long Bộ phía sau, đẹp quá luôn. Ồ. Thôi, được rồi. Cái này anh cho nước nó chảy từ trên xuống dưới đẹp lắm luôn á. Anh không thích ở ngoài đây hả? Không thích ở ngoài đây hả? Không, anh bây giờ bất cứ cái gì cũng là phải cầm cự cái nhà của anh. Nhà kia nhà gốc đúng không? Anh còn một cái ngay ngã tư, bữa nãy mình đi đường kia đi tới là ngay được tối về anh cho bạn. Ở đây là gỗ nguyên tấm hết luôn hả anh này anh? Gỗ đài hết á. Còn ở trên là toàn là cục nhân tăng cục ở trên á. Là cục quan trong này đúng không? Đâu, bây giờ mình lấy hết. Trong khi đại sư để lại đúng không? Ở đó là của anh gửi em dùng không? Của nó mình lấy lại hết vậy. Nó đến hồi nó đi là mình không có là nó đem nó gỡ mấy cái bức tranh, cái nào nó gỡ được là nó gỡ đó. Mấy cái bức tranh ngang như kìa nó gỡ rồi, mấy cái chỗ nó trống trống. Sáu tấm
Sao tắm thì thằng máy chứ không đi thằng máy thì chịu nổi đâu. Còn cái này là của anh đúng không? Ờ, đồ gỗ anh còn dưới đặt. Dạ, mà gù. Gù không? Gù không là gù ghê thịt. Nhưng mà cái nhà này mặt đẹp quá anh ạ. Mặt đường đường chính thôi. Cái này gỗ nào mà để càng có càng để nó càng đẹp. Xin lỗi không có. Con ra. Quay lắm. Ngồi đi Duy, tay tay chúng em. Em Duy. Dạ, em sẽ ngồi. Anh tên gì? Anh cầm chai rượu anh để quên cha cho nó. Kêu nó gọi lại. Không biết nó gọi. Giờ lên gọi lên tổng đài. Thôi mất rồi. Chứ lâu mới gọi hai món em mới gọi chân gà chả tắc với lại cái mực nướng kêu đi em đâu có gì đâu tôm hay là tôm chiên gì đó hải sản được không hả. Nhớ ngày nhanh năm sau tổ chức lại. Khi mở quán bia rồi về nhà của anh Lâm á, thì mấy anh em ngồi chơi nói chuyện một hồi khoảng tầm 10 giờ rưỡi thì Di và anh Sĩ anh em lên đường quay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà chạy được một đoạn á, thì chắc khoảng tầm 12 giờ ha anh Sĩ? Khoảng tầm 12 giờ thì anh Sĩ ghé lại một cái cây xăng á các bạn, rồi hai anh em ngủ. Thì ngủ quên tới mãi bây giờ 5 giờ rưỡi sáng rồi thì bắt đầu hai anh em mới bắt chạy tiếp nè. Thì dự kiến chắc về tới Sài Gòn chắc cũng 10 giờ sáng quá ha anh Sĩ. 12 giờ. Trời ơi, tầm 12 giờ luôn á, coi như là hết buổi trưa rồi. Hả? Thì dự kiến là hai anh em về chắc khoảng sáng sớm á, nhưng mà ngủ quên luôn các bạn, ngủ quên luôn cho nên là thôi kệ. Về tới Sài Gòn thì chắc cũng tầm 11 12 giờ, tới giờ trưa rồi cũng được. Ok, thì cái chuyến đi lần này á các bạn, thì xuống gặp anh Lâm thì anh Lâm quá là nhiệt tình luôn. Rồi anh Lâm còn giới thiệu cho Duy những anh em, những người bạn rất là thân của anh Lâm nữa. Thì ngồi chơi ở quán bia đó các bạn thấy rồi, từ chắc cũng khoảng tầm 5 giờ mà ngồi tới 10 giờ đêm luôn. Đó thì ngồi nói chuyện tất cả mọi thứ thì rất là vui. Và anh Lâm thì còn kêu Duy ở lại khách sạn rồi sáng mới về đó. Nhưng mà thôi, trên đường về thì mệt chỗ nào thì ghé ngủ chỗ đó thôi. Đó, để mà còn tranh thủ về lại Sài Gòn nữa. Đó thì cái chuyến đi lần này các bạn là một cái chuyến đi là Đắk Lắk đầu tiên của Di luôn. Thì hy vọng là sắp tới sẽ còn những cái chuyến đi mà giao xe ở Đắk Lắk như thế này nữa. Đó, thì
Thôi bây giờ Duy xin được phép kết thúc clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn hãy gọi trực tiếp cho Duy qua số điện thoại là 091 465 3979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share với mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.